nhiều vậy? Đúng nhiều đó, chút xíu thôi. Cái công dụng lắc là để làm gì, cho nó bể nước đá là ha hay sao? Không, cho nó lạnh. Và cái này uống lạnh nó mới ngon. Đúng rồi, lắc gì nè. Nè cậu thấy không? Lắc lên cậu rồi, cậu cắt luôn nè. Đó. Cái gụ này là mình uống gụ lạnh mà. Còn này mua ở đâu? Trader Joe hả? Ở trường đi Trader Joe thôi. Cái này á, bắt tay có miếng chanh, làm giống ba vậy đó. Chanh rồi muối nữa hả? Lắm biết cái tích kiện mà rượu cocktail không? Không, sao anh? Cái này nó gốc từ anh. À. Nó có cái chuyện này nè. Hồi đó cái ông bá tước ở nước Anh đó. Ông có nuôi con gà đá, con gà nòi đó. Ông thương lắm. Rồi hôm đó nó mất đi. Nó mất đi. Thời gian nào đó, cái bữa đó ổng mới đãi sách bạn bè ở nhà đấy. Lúc muối xung quanh cái vợ ổng đang gót rượu á, đang ấy rượu đó, thì bà nghe tin kiếm được gà đó rồi. Bà mừng quá làm sao, bà quýnh lên cái... thì rượu có keo các thứ nước trái cây á, phải không? Bà đổ lộn xộn vô, đỡ nước trái cây vô lộn xộn vô rượu mà uống sao nó ngon. Bà mừng quá được. Cái công dụng của cái phần nửa nắp trên đó nó lược là để đừng cho cụm nước đá lọt xuống đúng không? Dạ đúng rồi, đừng cho cụm đá rớt xuống. Anh có Kiều. Cái gì vậy? Muối. Muối, để miếng uống miếng. Trời trời. Đúng rồi. Cái này người ta uống vậy đó. Trời trời. Thanh Kiều. Ê, liếm miếng muối uống vô. Uống là uống vậy đó. Cái này là margarita. Anh mở cái này ra. Nhớ liếm như nó không có uống rượu. Uống vậy không uống? Đó, uống rượu. This video has been edited by iMovie Lord. Lam Tran. Watching, and don't forget to subscribe.